Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi quay trở lại với phần cuối cùng bản tin FBIC Việt Nam kỳ này. Thưa quý vị, thông tin từ Hiệp hội Cao su Việt Nam gọi tắt là VRA, hiệp hội này vừa nhận được công văn của Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu của một số mặt hàng cao su xuống còn 0%. Các mặt hàng cao su đang được lấy ý kiến giảm thuế từ 1% xuống còn 0%, thuộc các mã SH 4001, 4002 và 4005. Nguyên nhân giảm thuế được Bộ Tài chính cho biết là nhằm tăng tính cạnh tranh về giá và tháo gỡ khó khăn cho ngành cao su trong bối cảnh nguồn cung thế giới đang cao hơn cầu. Trao đổi với chúng tôi trước đó, Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết đã kiến nghị Bộ Tài chính miễn thuế cho ba mặt hàng cao su sơ chế là latex, cao su hỗn hợp và crepe. Theo VRA, ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá cao su giảm mạnh từ năm 2013 tới nay. Hiện giá cao su đang dao động trong khoảng từ 36 đến 41 triệu đồng một tấn, giảm đến 56% so với năm 2011. Cũng theo VRA, lợi nhuận của hầu hết các doanh nghiệp cao su đang sụt giảm mạnh. Có doanh nghiệp giảm tới 99,5% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên tiếp tục giảm về sản lượng và giá trị. Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các doanh nghiệp đang kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại địa phương phải tiến hành lập thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề này. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp muốn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, người quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, đủ năng lực tài chính và có phương án kinh doanh hiệu quả. Trường hợp giấy chứng nhận đầu tư hiện có quy định cụ thể số máy chơi điện tử thì doanh nghiệp được tiếp tục kinh doanh với số lượng này. Nếu giấy không ghi số lượng máy thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh với tỷ lệ 5 phòng khách sạn thì được một máy trò chơi. Sau ngày 1 tháng 10 tới, nếu doanh nghiệp nào chưa làm thủ tục đăng ký thì phải chấm dứt kinh doanh lĩnh vực này. Hiện tại, trừ các doanh nghiệp được cấp phép trước tháng 10 năm 2013, các doanh nghiệp khác muốn kinh doanh trò chơi có thưởng phải có khách sạn trên 5 sao mới được cấp phép. Vâng, tiếp tục cũng là một thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực thành phố vừa lập dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển để đưa điện lưới quốc gia đến cho xã đảo Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ. Dự kiến khởi công vào quý 4 tới và hoàn thành trong quý 1 năm sau, dự án cấp ngầm vượt biển đưa điện ra xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ, có vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng 2 trạm ngắt 22 kV trên 8,7 km cấp ngầm, 22 kV trên bờ và 5,8 km cấp ngầm, 22 kV dưới biển. Tuyến cấp ngầm dưới biển được chung sâu từ khoảng 2-3 m, tính từ đáy biển đến độ chung sâu tối đa là 6 m. Xã đảo Thành An là xã duy nhất nằm tách biệt hoàn toàn với đất liền về phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 13.000 hecta với chủ yếu là rừng ngập mặn. Do khó khăn về địa lý nên nhiều năm qua, người dân trên địa bàn xã chỉ được sử dụng điện sinh hoạt 18 giờ trong ngày với hệ thống 4 máy phát điện diesel. Chỉ đến năm 2013, sau khi EVN đưa vào vận hành thêm 2 máy điện mới, đưa hệ thống phát điện bằng máy diesel lên 5 máy, thì người dân mới có điện liên tục 24 trên 24 giờ. Ga Sài Gòn vừa cho biết sẽ áp dụng giảm giá vé tới 30% cho các cá nhân mua vé tàu thống nhất trong một số giai đoạn từ nay cho đến đầu tháng 9. Từ ngày 5 đến hết ngày 28 tháng 8, hành khách mua vé tàu thống nhất trước 30 ngày sẽ được giảm giá 30% nếu cự ly vận chuyển từ 1.300 km trở lên. Giá này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân. Khách mua trước nhiều ngày khi trả hoặc đổi vé sẽ bị khấu trừ 50% giá ghi trên vé. Với các loại vé tàu bình thường từ ngày 5 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 9, giá dường nằm tàu thống nhất sẽ giảm từ 5% đến 17% so với hiện hành. Cũng theo ga Sài Gòn, từ ngày 8 tháng 7, công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ bãi bỏ tàu BT3, BT4 để phục vụ cho công tác thi công nâng cao bậc thềm bước lên tàu tại ga Sài Gòn. Hành khách có vé đi các tàu này sẽ được chuyển sang các tàu khác hoặc được trả lại tiền vé. Liên quan đến thị trường du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam nửa đầu năm 2014 tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cũng tăng 10%, nhanh hơn so với cùng kỳ. Các nhà quản lý tỏ ra khá lạc quan với mục tiêu tăng trưởng ngành du lịch cho cả năm, bất chấp những khó khăn chung. Cuộc trao đổi ngắn với ông Lão Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Thưa ông thì theo số liệu sau tháng đầu năm thì ngành du lịch của thành phố cũng tăng trưởng khá so với cùng kỳ. À, tuy nhiên thì so với tiềm năng của thành phố cũng như là cái mục tiêu mà thành phố kỳ vọng, ông có cảm thấy là con số tăng trưởng như vậy chưa thực sự đạt đến với mong đợi của thành phố không ạ? Có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta đề ra một cái mục tiêu cho một cái khoảng thời gian là một năm thì của cái kế hoạch năm 2014 ấy, thì chúng ta nó cũng có những cái diễn biến mà nó không nằm ở trong cái suy nghĩ chủ quan của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng đã thích nghi ngay với cái tình huống mà chúng ta vừa đang phải trở ngại, đang gặp phải trở ngại. Nhất là cái việc là cái hạn chế của khách du lịch quốc tế từ các cái thị trường nói tiếng hoa. Trong cái thời điểm này chúng ta đang hàng loạt các cái công tác chuẩn bị hết sức tích cực và chúng ta đang cố gắng là chúng ta làm tốt lại cái công tác truyền thông để giới thiệu cái điểm đến an toàn, hấp dẫn và rất là thân thiện. Thứ hai là với cách thức thì chúng ta cũng đã tổ chức một cái hoạt động roadshow ở tại cái thị trường Nhật Bản. Rồi chúng ta đang tập trung cho cái thị trường ASEAN nội vùng, trong đó thì Malaysia và Indonesia là cái thị trường mà chúng ta đang hết sức là quan tâm. Thứ ba là ở Trung Đông với cái mức độ Cách tổ chức đầu tư như thế này thì năm 2014 chúng ta sẽ vẫn có thể có khả năng đạt được cái mục tiêu của kế hoạch của năm 2014. Vâng thưa trong vòng 5 năm trở lại đây chúng ta có rất là nhiều hoạt động uh, truyền thống để xúc tiến, ví dụ như là tổ chức hội chợ, brochure hoặc là triển lãm. Uh, tuy nhiên ông có thể uh, cho một cái đánh giá rằng là phải chăng là đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ đến những cái cách truyền thông mới sử dụng về công nghệ và nó một cách tiết kiệm hơn thay vì chúng ta sử dụng những biện pháp truyền thống như thời gian qua. Cách thức làm và vận động thì nó phải tùy theo vào tùy thuộc vào cái hoàn cảnh và khả năng. Thế thì trong trường hợp mà chúng ta uh, đang xây dựng cái trung tâm xúc tiến du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh thì theo cái hướng chuyên nghiệp, thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sao là phải xây dựng đầu tiên theo tôi chính là những con người làm ở trung tâm xúc tiến. Bởi vì muốn làm cho hoạt động công việc tốt thì trước hết theo hướng chuyên nghiệp ấy, thì trước hết con người người ta phải có cái ý thức và người ta có cái mong muốn thậm chí là khát vọng để chúng ta làm tốt công tác quảng bá và người ta phải áp dụng được những cái biện pháp mới hình thức mới và cái hiệu quả mới chủ đề của AFTA lần này chúng ta cũng là kết nối giữa các thành phố và các quốc gia với nhau. Trong du lịch nội địa chúng ta dường như vẫn còn chưa thực sự chặt chẽ trong việc là kết nối giữa các địa phương với nhau để cùng một đưa ra một cái kế hoạch, một cái kế hoạch tổng thể, một cái chiến lược về truyền thông trước các bạn bè quốc tế. Tôi cho rằng cái ý kiến nhận xét của đây mà vừa mới đề cập thì nó cũng có một phần thực sự cũng có những cái địa phương thì rất muốn tổ chức nhiều cái sự kiện nhưng mà cái truyền thông và cái mong muốn tức là hướng đến cái đối tượng các cái thị trường mà mình đang nhằm đến thì mình lại chưa quan tâm mình mới chủ yếu cái việc là đem được cái hình ảnh của cái địa phương mình tức là chúng ta hay làm một cái sự kiện thật to chúng ta cũng sẽ được lên truyền hình trực tiếp điều đó là rất tốt Thế nhưng mà đối với ngành du lịch thì còn phải tính thêm cái khoản là làm thế nào để cái thông tin ấy đến được đến các cái đối tượng mà mình đang hướng đến. Dạ, yeah. vâng xin cảm ơn ông. Vâng thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin xin Việt Nam kỳ này. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ngay trong bản tin FBNC Thế Giới.